đang chuẩn bị treo đèn lên cây mai. Đó, gắn đèn lên cây mai cô chú anh chị. Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Thì chiều nay mấy anh em tại vào lau mộ cậu Năm nè cô chú anh chị ơi. Thì chiều mấy anh em nè, đó chạy vô nè. Cái gì anh Quốc Bến? Quà hả? Để điện gọi lại, để con cái ngày lên. Bữa nay luôn hai tiếng nào? Buổi khác. Khác hả? Rồi thôi. Bùi Hải vào lau mộ cậu ơi, cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị ơi. Lau mộ thôi. Bữa nay nó nở đều ra đẹp ghê không? Này nó búp mà hổm nó búp bây giờ nó nở là đẹp phải không, tròn quay luôn hả, xe 16 chỗ nữa cả. Hả, nó hai màu một ngày xe 16 chỗ vô mà không biết có vô một cậu không cô chú anh chị ơi. Hả, mở cửa kìa. Đi vô mộ cậu hay gì đó. Ờ thì người ta vô đó. Gia đình của cô Sáu á. Ờ kìa. Cô Sáu. Đây anh em. Sáu. Mèo ơi trời. Thôi coi chừng bây giờ. Nghe chúng ta làm gì không? Em chào chị. Em mộ chú ông hả chị? Đó mà không trả lời lãng tay chứ này nhỏ mà lãng tay mai vô hai lau mộ cậu đi. Mày bị lãng tay rồi, mày nhỏ mà lãng tay sớm quá. Ở gắn đèn hả? Gắn liền tấm luôn á hả? Gắn hai lau đi. Đi chiều nay mình đâu có bưng đồ đâu. Bưng đèn lên nữa. Đây là mỗi chú sáng luôn á. Có đồ mót luôn hả nữa. Sao cần đèn mót đâu? Có, cái đó là gì? Cái này là cái đèn mót. Có đèn nè. Đấy rồi. Gắn bên kia đi bụi. Mày nó coi nó trắng sao rồi nó biết mình gắn. Con nó gắn trước mới biết gắn mình ngon. Tết mới trái mà giờ nó chưa chịu trái. Thôi chứ. Nè. Đất. Cái con nhỏ gì đi quá. Cái con nhỏ gì đi quá. Cây mai á anh. Ừ. Quấn cái cây mai này mà quấn bây giờ khó nha, quấn từ dễ từ rụng bông á. Bây giờ mình quấn trước mà chưa có bông mà. Cái khúc đó rồi nha. Ừ. Để gắn đèn coi nó sao cái hả? Để coi đèn chưa mà. Không mình cắt khúc đó mình quấn được rồi. Dài quá rồi. Để coi hướng quấn. Bây giờ mình cứ quấn đèn lên trước đi á. Cái cây. Một cây là một cái hay là một cây hai cây? Cây một cái. Là cây nào? Bốn cây nào? Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây. Tức là hai cặp, một cặp rồng với một cặp mai. Hai con rồng với hai cây mai. Ừ. Vậy mà ông nói bốn cái. Thì bốn cái. Đúng rồi. Bốn cái nhưng mà người ta đang nói mai, ông nói bốn cái, tưởng bốn cái mai. Rồi thôi giờ mình quấn đi. Rồi anh em người cầm cái đi, Hải cầm cái đi qua bệnh quấn. Phải, bên đây quán sao? Bên rồi, kia quán phải y vậy mới được chứ. Để bên đây quán ở dưới mà bên kia quán ở trên rồi ai coi lại. Sao quắc thấy gớm luôn. Chắc là mình để sạc ở trên cái vụ của anh Ngọc ơi. Ngọc. Làm mình hút đấy nha.
Đang làm nè anh ơi, qua làm nè. Vô quấn đèn nè anh Minh. Vô quấn đèn nè. Ồ, thông báo với mấy anh em luôn nha. Sao? À, đúng ra là 27 nhưng mà 27 mình có đi phát nước rồi, lên kế hoạch rồi. Của 26 mình phát chung luôn, nhường cho Hải làm buổi sáng, anh chắc làm buổi trưa nha. Là phát lọc khủng cho mấy anh em. Khủng mong rằng là hôm đó mấy anh em có mặt đầy đủ nha. Thôi. Đó. Có lọc nào vừa vừa không? Vừa vừa thôi đừng khủng. Cái lọc nào vừa vừa. Có một người chị. Đó, nãy giờ đừng đứng biết ai luôn. Biết sao chứ. Không biết đâu ơi. Không biết, ông này không nói mà. Khi mà ảnh không dạ biết đâu. Giờ nói ra cho nói trên video. Chiều ấy hả? Đó nghe cho mong rằng mấy anh em buổi đó mình đầy đủ nha, tập trung nha. Đầy đủ luôn không? Bữa đó quên. Bữa 26 mấy anh mấy chị nhớ tới nha. Người nào cho Hải làm trước cho buổi sáng. Người nào mà không tới là mất phần láng chịu đó nha. Đó, là không có để dành lại đâu đó. Hải ơi. Dạ. 3 giờ chị lên đây trước. Hay mấy giờ. Vô chị nằm dạ. Đọc tên đàng hoàng đi để cho có người khác không có cái tờ lên cho mình tới người ta đọc. Tính là mấy cộng hả? Bây giờ đâu nhớ đâu đọc. Nhớ không nhớ. Thôi để tới bữa 25 đi là mình nãy. Không có lên quê tổng. Dạ không cái không không dễ bởi bữa đó không lên mẫu cậu quay ha. Không bây giờ tới bữa 25 đi là mình nói tên luôn. Thôi giờ lau mậu cậu đi. Người nào có tên có gió chứ không phải là em có để cho người ta khỏi móc phải không? Vậy em không báo gì được, lỡ khi người ta không có tên thì lên hội người ta. Thôi vậy để 25 đi. 25 đi là mình thông báo cái là 26 mình lãnh luôn. Rồi, lau mậu cậu đi. Rồi để cho mấy anh lớn treo đèn đi. Mình quán từ cái họng anh ơi. Quán từ cái họng để dạy thôi chứ. Quấn từ họng đi. Quấn từ cái miệng nó trước. Ờ quấn từ miệng rộng đi. Miệng ha họng. Từ cái họng đi. Còn từ cái họng rộng hả? Quấn cái miệng á. Mở nhà. Dài nha. Tôi không nào đi chứ khác. Trưa nay hành tới trưa này ha. Rồi nhà lúc xíu như vậy là. Nè, ai xong rồi ông mèo à, hỏi mèo chạy qua. Ông không báo vàng không trả tiền chứ gì? Hiện tiền. Tiền gì cái điện thoại là của ai? Tiền của Hải. Anh quán rồng hay quán mai? Quán rồng. Hay là anh quán mai đi tại vì cái sao? Quán rồng sẽ quán rồng biết cái chi tiết nào? Vậy thôi đến quán mai. Cho nó xứng luôn hai bên hiểu không? Nó vàng hộ quá ớt quấn mai đi. Cái gì? Nó vàng hộ ớt quấn mai đi. Lúc này không có đèn anh, có không? Đây, tôi quấn cho. Bây giờ quan trọng là mình phải đưa cái bảng điện lại ở trên hay là dưới. Đây bị chết để cho nó cho dễ sạc á. Để sao mà cho dễ sạc. Cái này lại về cái cục này cho ngắm vô đây phải không? Rồi cái đầu nhỏ, cái đầu nguồn nó đâu nè. Nè, đâu. Cái máy của Hải nãy ơi. Xin cho xin phép con đây cái nha. Ôi, hỏi không may nữa hả? Bây giờ gì vậy? Chiều mấy anh em câu đèn cho hai ông rồng với hai cây mai của cậu cô chú ơi. Tối ngày nay mình bắt luôn á. Tối nay mình bắt luôn đúng không? Ủa năng lượng mặt trời hả? Sớm giờ mình phơi rồi đó. Lấy cái đầu nè. Đây. Còn anh Minh chơi đi đâu chơi lên hả? Anh Minh đi mà hàng dài luôn hả? Quán không? Cái cột đây anh cắt cho. Còn anh cột đây một điểm đi xong cái chỉ dành cột đây.
Ủa khăn mất tiêu hết rồi ta. Anh có khăn không chị? Mấy cộng rồi, mấy cộng. Bên cộng không có đủ đâu. Rồi mấy anh lớn câu đèn. Nhỏ lau mộ. Quán gì vậy? Quán dài không? Quán này quán gì trời? Quán dài trong đây nè. Ai quán trộn? Quán dài gì nè? Quán dài rồi. Sao phải? Còn bên kia sao bên đây vậy chứ nó đông hết đâu không? Quán dài rồi chứ. Chứ mà quán tròn. Quán tròn là anh nghĩ là không đủ á. Không đủ rồi. Quán tròn không có đủ đâu. Không đủ nữa. Anh nhìn cái nãy cái con dây rồi biết rồi. Quán dài nhiều kìa. Quán dài thì mình dễ hơn cái đầu con rồng nó để cho nó ra cái thành con rồng. Mình vẫn để cái đầu con rồng nó như vậy luôn. Tức là khi mà ban đêm á là nó sẽ hiện ra nguyên hình con rồng luôn. Còn mình quán vậy nó không hiện ra rồng rồng mà chỉ chớp chớp tầm bậy tầm bạ thôi. Kia con quấn sao? Cái đầu sao vậy? Hả? Quán trọng coi bên anh bên. Bên kia nó cũng tương tự vậy đó. Là mình quấn lên cái miệng rồng với là đầm răng nó luôn á hả? Đúng rồi, để cho nó mình nhìn bên kia qua lên mình thấy có con rồng hay không? Nhìn đầm răng nó phải lấy dây buộc. Đúng không chứ sao mà anh làm cho dính vô đó được? Tháo cái chùm đó xuống đi. Hồi nay coi anh Minh coi. Được không ní? Dưới quê kêu bằng ní thôi hả? Được không ní? Cột dây cho nó. Ở bên kia là bảo bên đây là em thấy quán từ dưới đuôi quán lên đó nha anh hết. À nè anh bên à nè. Cái này là ban đêm mà nó sẽ hiện ra hình con rồng nếu mà mình nhìn ngang á. Còn bên đây à, ní này thấy ổng không vậy ní? Ổng ổng ní rồi. Hả? Ổng ổng hả? Ổng ổng ổng. Ổng hả? Ổng ổng thì được. Muốn hai sừng đó. Cẩn thận nha ní ơi. Quấn nào quấn chứ mình đẹp. Quấn cấp đủ chưa? Dây đủ chưa Ngọc? Cái đây là đủ rồi, phải dây dưới giường rồi lên thôi, còn này là đủ rồi. Quấn vô cái cần cổ đó là xong. Rồi không đủ rồi ní ơi. Hắn lên cái miệng rồng không đủ rồi. Hồi nãy người ta làm ở trên làm xuống đi cho làm cái miệng ông rồng trước đi cho nó có hình la hình cái miệng ha. Lên cái sừng nó luôn ní á. Thì ngay bắt ghế kia cao gần gần lại ní ơi, đừng chòm nguy hiểm á. Bắt cây ghế lên ngóng á. Là
Mấy sừng rồng mà nói nạn thun ra khác. Mày nói Minh quần quắn. giống như cái nạn thun kỳ vậy. Rồi quạt đèn lên thử ơi, cháy cho. Bà nó không cháy. Chết tiệt rồi, sát kỳ chết. Từ ông nội để ông quấn cái hầm vui quá ha. Bạn qua bên kia coi bên kia coi. Rồi, mặt đây. Bà sĩ. Mặt nước. À, chờ chút xíu đi anh ơi. Chờ bên kia nữa. Là mình có một cọng mà hả? Mình có một cọng vậy hả? Một cọng ha. Tại vì mình đem nó trái nó sẽ ra thì thành con rồng phải không? Cái này nếu mà mình góp ý thôi nha, nếu mà mình cho nó đẹp muốn đẹp không mình vua thêm một con mà ông rồng là hai cọng. Một cọng mình không có, một cọng mình để bên hông nè, một cọng kia mình để bên hông bên kia. Ừ, nhìn thấy hai bên luôn. Mình thấy hai bên luôn. Tao ăn hết chưa chị? Đâu có đủ đúng không? Này này phải, anh phải mua hai cái, ông rồng là phải hai cái. Còn cái này nè. Cái mai nữa. Minh ơi. Cái này. Cái nào nữa? Ngày mai. Cái mai hả? Đúng không? Dạ, nè con mạng con cầm. Thôi còn cái nó quấn luôn rộng anh ơi. Cái mai mình tính tiếp. Cái mai hả? Chứ đủ. Thôi để gì đi. Không tết chắc không nói đâu. Ở trong khu mậu cậu mình treo đèn mấy ngày tết chắc là quay viên cũng không nói gì đâu. Nhiều khi mình bài vòng vòng ở hoài thôi. Mèo. Ừ. Quấn này nói gì á mấy? Quấn đây luôn hả? Mà. Mấy con? Mà. Quấn đây luôn đi nha. Rồi hết luôn, lấy mấy cái này ra mới được. Rồi đưa cái cục đây tôi dặn lại đằng đây cho. Cái kia kìa. Cái nút đèn á. Cục đèn này năm cái mấy. À, tóc nhà cậu cái đi rồi à, mình tính. Cái này giờ mai này giờ mình chơi vòng tròn nha. Hôm qua hôm bữa hổm em nghe chị Loan kêu quắn dưới gốc á. Gốc dài lên. Mày biết đâu em nghe hôm qua chị đâu nói không có mua quay đèn chớp quấn dưới gốc á. Cắt cây không Minh? Cắt càng nhiều càng tốt. Hết rồi. Giờ hai anh em mình giờ ý kiến thôi, giờ mình quấn vòng tròn hay là mình quấn cái kiểu như qua đây hay là qua giống vòng tròn thay lên. Em chắc quấn vòng tròn được bự nó nhỏ quá. Thì vậy đi đối nó dễ ha. Rồi ok vậy đi, cho hai cây giống nhau luôn đi. Không tiêu rồi cái cắt thì không dễ dài á anh ơi. Cảm ơn chị. Không dễ dài. Qua dài dài mới được. Còn dây dài cái mình quấn. Cậu Lan giờ sao tí? Còn dây dài chú ơi. Dài mấy dây? Dài một cái góc được nè. Thôi chụp tấm hình nha. Quán này còn phải được mà. Quán này quay cái này.
Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Như bà cô chú trên kênh Bùi Hải có thương Bùi Hải thì cho Bùi Hải xin một lượt like, lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mọi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại cô chú ạ.